Hôm nay là bắt đầu đúng ngày mùng 5 tháng 5, bắt đầu dựng tượng. Tượng đã chở đêm qua từ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, chuyển vào trong Bùi Farm, Bình Thuận. Đây là cậu bé Đinh Đái. Sau này mình sẽ đấu cái nguồn nước vào đây để mọi người đi làm việc về sẽ được rửa tay rửa chân ở đây. Còn đây là giàn nho, đây là cái lựu giàn nho. Bữa nay trời bắt đầu vào mùa mưa cho nên là cây cối nó bắt đầu phát triển rất tốt. Hướng tới là tôi sẽ nghiên cứu để làm cái nhà trên đỉnh núi, dọc dọc mấy cái nhà trên đỉnh núi kia. Đây giàn nho, cỏ đã mọc rồi này, giàn nho đang phát triển. Để nhắc nhở anh em, đây anh em đã quay tủ tổ hết ở đây, của tủ rơm hết ở đây để tránh cỏ. Còn kia là tượng cô gái ôm bình nước, cũng là làm đấu một nguồn nước ở đây. Mọi người đi làm về mệt, rửa tay rửa chân trước khi vào nhậu, khi mà đậu xe hơi ở cái giàn nho này. À, con vàng tôi mang lên ở Sài Gòn lên này. Đây là đá địa phương tôi mua về để xếp lên, để bữa nay cỏ nó bắt đầu mọc chèn vào để cho xe hơi chạy. Đó, đá vẫn đang ngổn ngang, anh em vẫn đang xếp. Đấy, cái khu dưới bờ hồ đã tương đối gọn gàng, nhưng mà nói vậy chứ còn rất là nhiều công sức để vào đây. Mỗi ngày mỗi giờ thời gian cứ rai mình làm, mình thích cái điểm nào mình ngắm vui mình lại làm. Đó. Còn nhà sàn nữa, nhà sàn bữa nào tuần sau ngày 15 anh Hòa vào sẽ đóng trần ở cái nhà sàn này cho nó gọi là tạm hoàn thiện. Còn sau này quá trình sử dụng mình sẽ chỉnh trang lại một chút chứ nữa. Còn đây là hai ông voi đã đặt ở vị trí. Hai ông voi này là lúc mình lựa là voi có nhiều mẫu lắm, rồi mình lựa thì voi này là mấy em nghệ nhân bảo là voi này voi Hai Bà Trưng. Đó. Gọi là voi Hai Bà Trưng. Đấy. Hai ông voi đây. Anh voi sẽ trấn giữ ở khu này. Thực ra mình cũng không dành thì biểu tượng trước dưới đâu, nhưng mà mình thích thì mình cứ xếp vào thôi. Rồi mình cũng hỏi sơ là không biết là mình đặt tượng nên có vấn đề gì không. Mọi người bảo không. Mình là sợ giống chùa chiền thì mình đâu đấy đâu. Mình thích thì mình gắn lên thôi. Mình cũng hỏi qua số anh em bảo không biết là gắn lên thì như mình chơi tượng được không. Mình thấy đẹp thì mình gắn lên. Mai mốt mọi người có điều kiện lên đây thì trải nghiệm.